Thượng quan Tuyết Nhi, cô mãi mãi đừng hòng đường đường chính chính tiến vào cửa lớn nhà họ Vũ. Cho dù có vào cũng là làm vợ lẽ. Đợi chút, trai tài gái sắc, đúng thế. Đây là nhị thiếu phu nhân trước đây. Nhị thiếu phu nhân, đúng thế. Sao cô ấy tới đây? Cô nói xem chuyện này là thế nào. Thế này phải làm sao? Đúng thế. Vũ Thiên Tường và tôi còn chưa ly hôn xong, Thượng quan Tuyết Nhi đã vội gả vào. Cô vội làm tiểu thiếp của nhà họ Vũ sao? Đây là ai? Ai thế? Cầm gì thế? Đơn ly hôn. Đơn ly hôn sao? Sao xảy ra chuyện này chứ? Sao lại như thế này? Sao lại ở trong tay của em? Chữ ký trong đơn ly hôn này là tôi ký, không sai. Nhưng mọi người muốn biết nguyên nhân trong này không? Nguyên nhân gì? Chuyện gì thế? Thanh Hà, hôm nay là ngày vui. Có chuyện gì chúng ta nói riêng. Nói riêng đi. Hôm nay mọi người đều ở đây, vừa hay có gì nói đó. Che che giấu giấu, trừ phi đã làm chuyện gì không thể gặp mặt người khác. Xem ra hôm nay có chuyện gì đó rất quan trọng, nhất định phải nói. Vậy trước mặt mọi người nói rõ luôn đi. Đúng thế, có chuyện gì thế? Nói rõ trước mặt đi. Nói rõ luôn đi. Đúng thế. Chuyện này là sao? Mất hứng quá. Đúng thế. Có người ép tôi ký vào đơn ly hôn. Không phải ý của tôi. Ép cô ấy ký tên sao? Sao có thể như thế được chứ? Đúng thế. Sau này tôi sẽ không ký nữa. Xé rồi. Thế này phải làm sao? Xé đi là không ly hôn được. Chuyện này là sao? Vợ của Vũ Thiên Tường, từ đầu tới cuối là tôi, Lý Thanh Hà. Thượng quan Tuyết Nhi, cô mãi mãi đừng hòng đường đường chính chính tiến vào cửa lớn nhà họ Vũ. Cho dù có vào cũng là làm vợ lẽ. Pháp luật quy định một vợ một chồng, cô đừng tưởng là trò lừa gạt. Sao lại có chuyện như thế này? Không biết xấu hổ. Ngày vui lại xảy ra chuyện thế này. Thế này phải làm sao? Thật là Thanh Hà, lão gia, sao lại thế này? Sợ quá, bất lịch sự quá. Đúng thế. Các tự như ý, thu dọn phòng cho tôi. Dân, Vũ Dung, Bảo Châu, chuyển vali vào cho tôi. Cô nói xem, phụ nữ kiểu này. Tuyết Nhi, em nghe anh nói. Anh lại lừa em. Anh đừng đụng vào em. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Cút. Tuyết Nhi, cháu không sao chứ? Em đưa con về trước. Bớt sao? Không sao chứ? Sao giống đứa con đã mất của mình chứ? Tuyết Nhi, anh buông tôi ra. Buông ra. Tuyết Nhi, thế này phải làm sao chứ?